bất ngờ 6 món ăn thức uống của Đồng Tháp lọt vào top 100 đặc sản Việt Nam. Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa công bố top 100 món ăn đặc sản và top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam, trong đó Đồng Tháp có 6 sản phẩm nằm trong top này. Theo đó, hai món ăn là hủ tiếu sa đéc và lẩu chua cá linh bông Yên Điển lọt vào top 100 món ăn đặc sản Việt Nam. 4 sản phẩm gồm bánh phồng tôm Sa Sang, nem Lai Vung, xoài cát Chu Cao Lãnh và hồng sen Tiểu Tháp 10 lọt vào top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam. Nhiều năm qua, hành trình tìm kiếm, quảng bá top đặc sản và ẩm thực Việt Nam đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tiến hành từ đầu năm 2010 với sự bảo trợ của Tổ chức Kỷ lục Người Việt Toàn cầu, Liên minh Kỷ lục Thế giới. Top đặc sản Việt Nam được thực hiện với mục tiêu quảng bá các giá trị ẩm thực đặc sản Việt Nam, các món ăn đặc sắc độc đáo, đặc trưng cho mỗi vùng miền, tôn vinh giá trị ẩm thực Việt, quảng bá ẩm thực Việt rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước, đem lại cái nhìn toàn diện về một nền ẩm thực đa dạng và tốt cho sức khỏe con người. Nem Lai Vung, món ăn đặc trưng nổi tiếng được nhiều người biết đến, để được chọn vào top đặc sản Việt Nam năm 2020, các món ăn phải đạt được các tiêu chí như mang hơi thở Việt Nam, sử dụng nguyên liệu tự nhiên để pha chế, phù hợp khẩu vị tốt cho sức khỏe, nguồn gốc xuất xứ và văn hóa lịch sử rõ ràng.